TV 55 inch của TCL mà cứ cộng thêm 1 triệu thì các bác sẽ mua được cái sản phẩm có những cái tính năng nó lâng dần như thế này. Hôm nay sẽ là top 3 chiếc TV 55 inch của TCL mà đang bán ở trên thị trường. Và các bác mà nhớ được những cái điểm này, cân đối được tài chính ấy, thì sẽ mua được những chiếc TV ưng ý. Hiện tại thì thị trường rất là nhiều các thương hiệu TV giá rẻ. Tâm lý đi mua hàng thì đúng là gì, là cứ rẻ mua và to là sẽ quất. Tuy nhiên thì mua rẻ nhưng mà phải đảm bảo là sau bán cái dịch vụ bảo hành tại nhà nó được đảm bảo. Thì các bác đầu tư bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là khi mà gặp vấn đề cần hỗ trợ thì các bác sẽ được xử lý ngay lập tức. Và TCL sẽ là một những cái thương hiệu, một trong những cái thương hiệu mà em khuyên các bác nên quan tâm dịch vụ bảo hành sau bán, cũng như là thái độ chăm sóc khách hàng, hay là gì, là ngay cả bên em sẽ có chính sách đổi mới trong 30 ngày đầu nếu gặp phải lỗi do nhà sản xuất. Hôm nay là kích thước màn hình 55 inch với chiều dài là 1m25, và 3 chiếc TV 55 inch hôm nay quay để phục vụ các bác thì sẽ có giá nó tăng dần khoảng xấp xỉ 1 triệu. Và với 55 inch hiện tại thì chưa có bao giờ TV nó chạy hoàn nhan rồi có cả tìm kiếm giọng nói, độ phân giải 4K rẻ như cái thời điểm này. Nhỉnh 7 triệu là các bác đã có thể mua được cái chiếc TV đầu tiên. Hôm nay em quay để các bác xem 55P638, một trong những mã hàng Google TV chạy hoàn nhan Android 11 và có cái thiết kế vô cùng sang trọng và chắc chắn, khung viền kim loại màu đen và thiết kế gần như là tràn viền ba cạnh. Đi mua mà chỉ nhìn hình dáng bên ngoài, nhìn chất liệu viền, khung viền thì rất là dễ nhầm, bởi vì TV của TCL với việc trau chuốt về sản phẩm cũng như là thiết kế ngoại quan thì tất cả TV của TCL đều có thiết kế khung viền hết. Và khi mà các bác trải nghiệm về chất lượng hình ảnh cũng như là cấu hình ở bên trong thì các bác mới thấy cái sự chênh lệch về giá tiền. 55P638 thì là một chiếc TV giá rẻ và cấu hình đủ để các bác có thể là trải nghiệm được một chiếc TV thông minh rồi. Con này thì có tìm kiếm giọng nói bằng điều khiển, bằng remote và có thể tương tác với cả TV qua chiếc ảo. Hơn hết là nó chạy hoàn toàn Android và có cái bộ nhớ khá là cao, giúp cho người dùng có thể trải nghiệm mượt mà các ứng dụng xem phim, xem truyền hình, xem thể thao, hay là các bác muốn tải trò chơi về thì cũng đơn giản với chiếc TV này. Hệ điều hành Android Google TV, giao diện trực quan, tìm kiếm giọng nói bằng điều khiển, nó cho kết quả chính xác và mượt mà, là các tiêu chí mà P638 được trang bị. Và để mà tìm một chiếc TV có thời gian bảo hành 2 năm hàng chính hãng, thời gian các bác mua thì được hỗ trợ tại nhà, trong suốt quá trình mà các bác dùng có bất cứ vấn đề gì thì sẽ không phải mất chi phí nào cả, và chỉ trong khoảng tầm 12 cho tới 18 tiếng thôi sẽ có nhân viên về hỗ trợ. Nhưng cái quan trọng nhất là các bác phải mua bên em. Với một trong những cái địa điểm là các đại lý, là các cửa hàng bán trọng điểm của TCL thì các bác chỉ điện trực tiếp về Ecomart thì bên em sẽ hỗ trợ để có thể là điều nhân viên kỹ thuật về tới tận nhà hỗ trợ cho các bác ở trên toàn quốc trong thời gian ngắn nhất. Còn các bác mua các cửa hàng ngoài mà không phải đại lý chính, đại lý lớn ấy, thì cái việc mà tác động với các địa điểm, các cái trung tâm bảo hành ở trên toàn quốc thì sẽ không có đâu. Và khi đó thì tùy thuộc vào nhân phẩm của các bác, lại tùy thuộc vào cái cá nhân hay các cửa hàng họ bán cho các bác, họ có nhiệt tình, họ có hỗ trợ các bác ngay được hay không, thì đấy là tùy vào cái nhân phẩm. Cái mã hàng thứ hai để có thể là các bác thấy sự khác biệt là một chiếc TV có giá thành nhỉnh 8 triệu. Con này thì cũng đắt hơn P638 khoảng nhỉnh 1 triệu thôi. Nhưng P745, đấy, các bác hình dung là P638 thì con số nó sẽ nhỏ hơn P745. Và P745 này thì sẽ có cái giá nhỉnh hơn 1 triệu thì con này nó sẽ hơn như thế này. Đầu tiên thì các bác sẽ cùng quan sát về độ sáng. Độ sáng ở trên P745 thì sẽ có cái độ sáng cao hơn so với cả con P638. Thiết kế chân đế thì cũng khác biệt với thiết kế sang trọng hơn. Chân đế của nó là chân đế đúc và nó có màu ghi sáng cũng như là thiết kế bo viền nhọn, nó tinh tế hơn so với cả chân đế nhựa trên con P638. Nhưng như em vừa nói, ở trên cái con P638 thì nó có thể tương tác tìm kiếm giọng nói hoặc là tìm kiếm với cả các cái chương trình của TV bằng câu lệnh, thì trên con P745 này có thể thực hiện bằng cách là không cần cầm điều khiển. Trên này thì được trang bị thêm một cái bộ micro
và các bác không cần phải cầm điều khiển thì cũng có thể ra lệnh cho TV bật các ứng dụng tương tác với cả TV tìm kiếm các nội dung các bác muốn xem mà không cần nhất thiết phải cầm cái điều khiển ở trên tay. Thì cái cơ bản nhất đáng tiền mà nó đắt hơn 1 triệu thì chính là cái đặc điểm này, trợ lý ảo rảnh tay và độ sáng nhỉnh hơn. Nhưng mà muốn trải nghiệm một chiếc TV có chip xử lý, có cái màu sắc, có cái độ sâu của một RAM, có cái hiển thị cũng như là chất lượng âm thanh cho cái âm thanh giống như dàn chiếu phim thì phải là cái mã hàng cuối cùng này. Mã hàng này thì đang bán với giá xấp xỉ 9 triệu, nhỉnh 9 triệu một chút xíu rồi. Đắt hơn con P745 khoảng vài trăm nghìn, con này bán nhỉnh 8 triệu, con này bán xấp xỉ 9 triệu. Thì Q646 mới là cái mã hàng mà lên mua nhất với top 3 cái sản phẩm TV 55 inch này. Con này thì nó hội tụ đầy đủ các yếu tố của một chiếc TV thông minh, có chip xử lý mạnh mẽ. Cái chip này giống như là bộ lão của cả một cái cỗ máy vậy. Nó sẽ xử lý các cái chương trình cho cái tốc độ nó mượt mà. Khi mà các bác muốn xem các ứng dụng, các chương trình mà cái bộ xử lý nó chậm ấy, thì đồng nghĩa với việc là khởi động ứng dụng hay chương trình xem nó sẽ không được nhanh. Thỉnh thoảng nó sẽ bị loát, nó sẽ bị đơ, nó sẽ bị chậm hơn. Thứ hai là về màu sắc thì trên Q636 thì có thêm khái niệm là QLED TV. Thì cái khái niệm này rất là quen thuộc với TV Samsung. Đấy. Thì QLED ở đây là công nghệ nó thêm được một cái công nghệ gọi là công nghệ màn quan tâm đốt, màn chấm lượng tử. Đấy. Giải màu rộng hơn, độ sâu hình của màu đen nó chi tiết hơn. Xem màu sắc nó sáng, độ tương phản cao. Thì trải nghiệm các cái đoạn video, các bác xem phim hay xem thời sự hay xem giải trí ấy, thì cái độ trong trẻo. Rồi màu sắc nó tươi sáng, nó rực rỡ thì nó sẽ cho cái trải nghiệm nó chuẩn, nó tuyệt vời hơn. Và với hỗ trợ cả tần số quét tới 120Hz thì các bác xem bóng đá, xem thể thao muốn kết hợp TV làm màn hình giải trí chơi game thì trên cái mã hàng này nó mới có tích hợp thêm cái công nghệ đó. So với cả P745 chỉ đắt hơn vài trăm nghìn, so với cái mã hàng P638 thì đắt hơn khoảng hơn 1 triệu thì cái việc mà phân vân và đắn đo để lựa chọn TV 55 inch đúng chuẩn thì phải là Q646 rồi. Màu sắc với quan tâm đốt hiển thị 100% giải màu, cho cái độ sáng cao đạt tới 450 nit, có chip xử lý AEPQ để có thể là khởi động chương trình xem các cái video, xem ứng dụng mượt mà, và hơn hết là có công nghệ âm thanh chuẩn Dolby Atmos cho cái chất lượng âm thanh sống động chân thực giống như nghe kết hợp với cả loa sau 3. Và cái việc mà có tìm kiếm giọng nói rảnh tay để tương tác với cả TV không cần cầm điều khiển thì là các tiêu chí mà em muốn các bác rõ trong cái clip này. Như vậy thì top 3 TV với giá nhỉnh 7, nhỉnh 8 và xấp xỉ 9 triệu thì Q646 sẽ là xếp top 1. Và sản phẩm này thì em bên em sẽ có bán từ 55 inch, 65 inch và 75 inch. Và với cái chất lượng hiển thị, màu sắc, độ sáng, công nghệ âm thanh chuẩn Dolby Atmos, tìm kiếm giọng nói rảnh tay cũng như là hệ điều hành Android có thể tải tới hàng ngàn các ứng dụng khác nhau thì đang giúp cho Q646 thì có cái vị trí về cái số lượng bán ra đang xếp top đầu ở trên thị trường. Mọi thông tin thì các bác có thể bình luận bên dưới video hoặc gọi về hotline 0974178566 hoặc truy cập website để được hỗ trợ. Bên em sẽ hỗ trợ các bác ngay lập tức. Cảm ơn các bác.